làn sương khói phơi phai đưa bước ai xa rồi. Xin chào tất cả các em học sinh lớp 9. Như vậy chỉ còn vài ngày nữa thôi thì các em sẽ bước vào cái kỳ thi giữa kỳ 1. Trong đó có môn toán 9. Thì hôm nay thầy sẽ giới thiệu với các em cái đề kiểm tra giữa kỳ của một huyện môn toán 9. Đề này bao gồm có 3 bài đại số, một bài hình học, bài thứ tư và cái bài 5, bài cuối cùng. Bài số học đó là câu hát bối nhất, nửa điểm thôi, dành cho những bạn học sinh xuất sắc. Bây giờ chúng ta sẽ xem thầy giải các cái bài bài 1, bài 2 và bài 3, còn hai bài 4 và 5 chúng ta sẽ dành vào video sau các em nhé. Bài 1: thực hiện phép tính. Câu 1 là thực hiện phép tính. Câu A: căn bậc 2 của 81 trừ căn bậc 2 của 80 nhân với căn bậc 2 của 0,2. Bài này á, chúng ta sẽ đưa thừa số 81 ra ngoài dấu căn là 9, trừ áp dụng quy tắc nhân các căn bậc 2 bằng căn của 80 nhân với 0,2 bằng 9 trừ 80 nhân với 0,2 là bằng 16 các em ạ. Nhưng mà là căn 16. Căn 16 là bằng 4. Như vậy 9 trừ 4 chính là bằng 5. Các em chú ý ha, bạn nào mà sử dụng máy tính cầm tay bấm thì nó cũng ra kết quả là bằng 5. Nhưng mà có lẽ là thầy cô sẽ không cho điểm đâu. Chúng ta phải áp dụng các kiến thức đã học để giải ha. Câu B: căn bậc 2 của 2 trừ căn 5 tất cả bình phương trừ 1/2 căn 20 bằng. Chúng ta sẽ áp dụng hàng đẳng thức căn bậc 2 của A bình phương bằng trị tuyệt đối của A đối với hạng tử thứ nhất, bằng là trị tuyệt đối của 2 trừ căn 5 trừ 1/2 căn 20. 20 thì là bằng là 4 nhân 5 các em à. Tại sao chúng ta làm như vậy? Bởi vì 4 là số chính phương đưa ra ngoài bằng 2. Bên trong còn ở đây là 2 trên 2 dưới chúng ta bỏ đi nè. Còn 1 nhân với căn 5 là căn 5. Đó. Chỗ đó là trừ căn 5. Thế còn trị tuyệt đối này thì chúng ta bỏ dấu giá trị tuyệt đối, có thêm dấu trừ không các em? Chúng ta sẽ xét cái biểu thức bên trong dấu giá trị tuyệt đối nha. 2 thì đưa vào trong căn là bằng 4. Như vậy 2 trừ căn 5 chính là bằng căn 4 trừ căn 5. Vì 4 nhỏ hơn 5 cho nên là căn 4 nhỏ hơn căn 5. Thầy sẽ chuyển cộng căn 5 này sang trái. Chuyển thì đổi dấu, cộng chuyển qua thành trừ. Như vậy bên phải hết rồi. Chúng ta có hiệu này âm, tức là 2 trừ căn 5 nhỏ hơn 0. Vì nó là số âm cho nên bỏ dấu giá trị tuyệt đối, chúng ta thêm dấu trừ đằng trước, em nhớ ha. Việc tiếp theo chúng ta bỏ ngoặc. Chú ý là bỏ ngoặc là bỏ luôn dấu đằng trước nhá các em. Đằng trước ngoặc có dấu trừ, bỏ ngoặc đi, bên trong đổi dấu. Không thấy dấu là dấu cộng, cộng đổi thành trừ, trừ đổi thành cộng, trừ căn 5.
hai số đối nhau triệt tiêu còn trừ 2. Rồi, như vậy chúng ta đã xong bài 1. Câu 1. Câu 2. Tìm điều kiện của x để các biểu thức sau có nghĩa. Để làm cái bài câu 2 này thì các em nhớ một cái chú ý trong sách giáo khoa. Chú ý là căn bậc 2 của A xác định hay là có nghĩa khi biểu thức dưới dấu căn là không âm, các em à. Đó, chúng ta dùng kiến thức này ha. Như vậy câu A chúng ta nói là gì nhỉ? Căn của trừ x cộng 1 xác định khi bạn nào mà dùng từ xác định thì khỏi dùng từ có nghĩa, hoặc là ngược lại, biểu thức dưới dấu căn không âm. Rồi, tới đây các em chuyển cộng 1 sang phải, chúng ta có trừ x lớn hơn bằng trừ 1, nhân hai vế với âm 1 để đổi dấu ở vị trí này các em. Âm 1 nhân với trừ x bằng dương x, bằng cộng x. Âm 1 nhân với âm 1 bằng 1. Và vì nhân hai vế với số âm cho nên là bắt đầu thức đổi chiều. Hoặc là bạn nào có thể làm như thế này cũng được các em. Trừ x chuyển sang phải bằng cộng x, không cộng x là x, x nhỏ hơn hoặc bằng cộng 1. Đó, chúng ta lật ngược lại thì ra kết quả như thế. Ok. Như vậy với câu này em có thể trả lời lại một lần nữa ha, để được điểm tối đa. Đôi khi có những cái đáp án rất là kỹ lưỡng các em à. Vậy với x nhỏ hơn hoặc bằng 1 thì căn thức đã cho là xác định ha, tức là có nghĩa. Câu B. Câu B thì khó hơn một xíu các em, vì nó có dạng phân thức và biến số thì nằm ở dưới mẫu. Chúng ta sẽ làm như sau. Câu B chúng ta cũng làm theo cái lý thuyết lúc nãy ha. Căn thức này nè có nghĩa khi biểu thức lấy căn tức là 1 phần x bình phương trừ 2x cộng 1 không âm. Rồi, và bây giờ các em chú ý ha, phân thức này nè không âm khi nào nhỉ? Khi mẫu dương. Dương đúng nào, bởi vì tử dương rồi, dương chỉ có chia với dương thì mới ra số dương thôi các em à. Đó, nha. Và phân thức của chúng ta không thể bằng không được. Bằng không này là do mình viết theo lý thuyết thôi. Tử mà khác không thì phân thức sẽ khác không các em à. Như vậy chúng ta có rằng x bình trừ 2x cộng 1 dương. Các em nhớ nha. Rồi, và đây chính là hàng đẳng thức thứ hai. X bình trừ 2x nhân 1, 1 chính là bằng 1 bình phương các em. Như vậy đây chính là hàng đẳng thức thứ hai. Đó chính là x trừ 1 tất cả bình phương, rồi lớn hơn 0. A bình phương, một cái biểu thức có dạng bình phương mà dương khi nào các em? Khi A khác không? Em nhớ nhé. Vậy khi x trừ 1 khác không? Tức là x trừ 1 và
lớn hơn không hoặc là nhỏ hơn không thì bình phương nó đều là lớn không. Là như thế đó các em. Như vậy tới đây chúng ta sẽ tương đương với x khác 1 trừ 1 chuyển sang phải 0 cộng 1 là bằng 1. Tới đây mình sẽ kết luận ha. Vậy căn thức đã cho có nghĩa khi x khác 1 bài 2 câu 1 A phân tích y đa thức AB cộng B căn A cộng căn A cộng 1 thành nhân tử với A không âm. Rồi. Chúng ta viết lại biểu thức đó ha. Như vậy ở đây chúng ta xác định là có bốn hạng tử. Thì bài này á có hai cách làm. Cách thứ nhất á là em nhóm hạng tử thứ nhất và thứ hai một nhóm. Thứ ba và thứ tư nhóm thứ hai. Hoặc là cách hai là hạng tử thứ nhất và thứ ba một nhóm. Thứ hai và thứ tư là nhóm còn lại nha. Đều được. Nhưng mà thường thì các bạn hay làm theo cái cách thứ nhất các em ạ. AB cộng B căn A thành một nhóm. Rồi ở đây cộng căn A cộng 1. Và dấu cộng này thầy không cần viết nữa. Vì đằng trước dấu cộng là không có hạng tử nào ha. Tiếp theo chúng ta đưa dấu cộng để liên kết giữa hai nhóm. Dấu cộng này là do phương pháp nhóm mà có, em nhớ ha. Chúng ta lấy từ ngoài đưa vào. Rồi bước tiếp theo chúng ta đặt nhân tử chung là căn A nhân với B. Vì sao vậy các em? Bởi vì là A chính là bằng là căn A nhân với căn A. Rồi B ra thầy viết lại cộng B căn A. Thầy có thể viết là A căn A nhân với B cũng được. Cộng căn A cộng 1. Như vậy chúng ta sẽ đặt là B căn A ra ngoài làm chung đối với nhóm thứ nhất. Hoặc là ghi A căn B cũng được. Như vậy bên trong là các nhân tử riêng là gì nhỉ? Căn A cộng, ở đây chúng ta đặt ra ngoài hết rồi, thì bên trong còn là 1. Vì 1 nhân với B căn A chính là bằng B căn A. Cộng căn A cộng 1. Lại xuất hiện nhân tử chung ở hai hạng tử. Chúng ta đặt căn A cộng 1 ra ngoài làm chung. Bên trong B căn A cộng 1. À, tức là cái này đặt ra ngoài hết rồi. Thì bên trong còn là 1. Và tới đây là dừng. Vì chúng ta đã phân tích được thành nhân tử rồi các em, hai nhân tử ha. Câu B. Câu B phân tích cái đa thức này thành nhân tử 4a cộng 1 thành nhân tử thì phân tích như thế nào nhỉ? Thì các em chú ý bài toán này người ta cho a nhỏ hơn 0 cho nên là nó hơi khó. Hơi khó nhá. Chúng ta phải chú ý này, 4a này thì vì a nhỏ hơn 0 cho nên mình sẽ phân tích 4a sẽ bằng trừ 4 nhân với trừ a và cái này sẽ bằng trừ 2 trừ của 2 nhân với căn của trừ a tất cả bình phương. Tại sao như vậy các em? Bởi vì khi mà a mà âm á, thì chúng ta thêm dấu trừ thì thành là dương. Căn bậc 2 của số dương thì mới có nghĩa. Rồi, tiếp. Như vậy khi đó là 4A cộng 1
thì thầy có thể viết bằng là cộng 1 này, cộng 4a và bằng 1, thì thầy viết là 1 bình phương. Đó. Và cộng 4a chính là bằng là trừ 2 căn của trừ a, tất cả bình phương. Và đây là hàng đẳng thức thứ ba này các em. À, bằng 1 trừ 2 căn trừ a nhân với 1 cộng 2 căn trừ a. Đúng nào? Bài này nó khó chỗ là người ta cho a âm. Nhiều bạn là cứ phân tích cái này là bằng là 2 căn a tất cả bình phương là sai đó các em. Không thể phân tích như vậy được. Tiếp theo chúng ta sẽ giải bài 2 ha. Bài 2. Giải phương trình căn của 9x cộng 9 cộng căn x cộng 1 bằng 20. Thì với cái bài này thì đầu tiên mình phải đặt điều kiện các em để các cái căn thức xác định là tồn tại. Nếu như bạn nào mà không có chú ý kỹ là cái điểm chung giữa của hai cái biểu thức này các em, thì chúng ta cứ làm theo quán tính ha. Điều kiện xác định cứ biểu thức dưới dấu căn thì mình cho nó không âm. Rồi sau đó mình sẽ giải từng cái bậc biểu thức. Ở đây đặt 9 ra ngoài, bên trong là x cộng 1 không âm, viết lại bậc biểu thức này. Đấy, tiếp theo tích này không âm mà 9 không âm rồi, như vậy suy ra x cộng 1 không âm, bên đây cũng có x cộng 1 không âm, như vậy chúng ta sẽ giải một cái thôi ha. X cộng 1 không âm tương đương với x lớn hơn bằng trừ 1. Rồi khi đó chúng ta sẽ giải phương trình 9x căn bậc 2 của 9x cộng 9 cộng x cộng 1 bằng 20 tương đương với đặt 9 ra ngoài, bên trong là x cộng 1, 9 đưa ra ngoài dấu căn luôn các em, là 3, 3 căn x cộng 1 cộng căn x cộng 1 bằng 20. Tiếp theo ở đây là 3 căn x cộng 1 cộng với 1 căn x cộng 1 là bằng là 4 căn x cộng 1 bằng 20. Chúng ta chia hai vế cho 4 thì có là căn x cộng 1 bằng 5. Rồi khi đó là các em bình phương hai vế lên ha, bình phương lên và đây mất dấu căn. Còn là x cộng 1 bình phương lên là bằng 25. Rồi, bài toán tìm x này gặp từ năm lớp 4 rồi nha. Tương đương với x bằng 25 trừ 1. Vậy chúng ta đối chiếu xem x bằng 24 có thỏa mãn điều kiện này không các em? Có, lớn hơn trừ 1 đúng không nào? Thỏa mãn điều kiện. Như vậy chúng ta kết luận đi. À. Vậy phương trình đã cho có một nghiệm duy nhất là x bằng 24. Đó. Bài 3. Bài 3 rút gọn biểu thức A. Thì trước khi rút gọn các em phải đặt cái điều kiện để biểu thức A xác định nhé. Để biểu thức A xác định thì các cái căn thức này phải không âm, biểu thức lấy căn không âm nhé. X không âm này. Đó, X không âm. Mẫu phải khác không các em nhé. Ở đây là x chính là bằng là căn x tất cả bình phương, vì x không âm rồi chúng ta viết được như vậy. Khi đó chúng ta đặt căn x ra ngoài, bên trong là căn x cộng 2. Như vậy bên đây cũng có căn x cộng 2. Ở đây cũng chính là căn x cộng 2 tất cả bình phương nè các em. Như vậy là chúng ta có căn x cộng 2 khác không? Tức là căn x khác. Căn x cộng 2 thì khác không rồi, ok rồi.
Chúng ta sẽ đặt thêm điều kiện lên đây các khi mà thực hiện cái phép nhân đảo ngược thì một trừ căn x ở mẫu này các em, cho nên là buộc một trừ căn x phải khác không, tức là x khác một. Điều kiện là x không âm, x không âm và x khác một bằng không. Chúng ta thử thử bằng không được nào. À, bằng không là không được rồi các em, khi đó mẫu này là nó bằng không mất là không được, bỏ đi, x lớn không thôi nha, vậy khác một. Rồi khi đó chúng ta sẽ có biểu thức A được biến đổi như sau. Ở đây chúng ta đặt căn x ra ngoài làm chung, bên trong sẽ là căn x cộng 2. À, các em nắm được không nào? X là bằng là căn x nhân với căn x. Đó. Bên đây cũng có căn x, như vậy chúng ta đặt căn x ra ngoài làm chung. Trừ 1 phần căn x cộng 2 chia bây giờ thành là nhân nghịch đảo ha. Nhân nghịch đảo. À, như vậy cái mẫu này trở thành tử rồi các em. Và nó chính là hàng đẳng thức thứ nhất đó các em. Nó chính là bằng là căn x cộng 2 tất cả bình phương. Mẫu là 1 trừ căn x. Rồi. Và bằng. Và bây giờ chúng ta sẽ thực hiện phép trừ này bằng cách là quy đồng mẫu cái đã ha. Như vậy mẫu chung của hai mẫu này chính là cái mẫu phía trước đây. Như vậy cái mẫu sau này là nó thiếu căn x so với mẫu chung. Chúng ta sẽ giữ nguyên phân thức trước. Trừ biến đổi phân thức sau bằng cách nhân tử và mẫu với căn x. Như vậy là cùng mẫu rồi, chúng ta giữ nguyên mẫu. Lấy tử trừ tử nhé. Tức là 1 trừ căn x nhân với 1 là căn x. Là nhân căn x cộng 2 tất cả bình phương phần 1 trừ căn x. À, chúng ta sẽ triệt tiêu bớt các cái nhân tử chung ở tử và mẫu. À, đây 1 trừ căn x ở tử, mẫu cũng có này, bỏ đi. À, ở tử có hai cái nhân tử là căn x cộng 2, ở dưới mẫu có một cái, chúng ta bỏ bớt đi một cái tử mẫu ha. Như vậy ở trên tử còn một cái căn x cộng 2. Vậy dưới mẫu còn mỗi căn x thôi các em à. Ok nhé. Như vậy chúng ta đã hoàn thành câu A là rút gọn biểu thức A. Câu B. Câu B thì người ta yêu cầu tìm x để biểu thức A bằng 5 phần 3. Như vậy chúng ta nên lấy cái biểu thức A mà đã rút gọn ở trong câu A các em để làm tiếp câu B. À. Rồi nếu như mà câu A mà bạn nào á mà rút gọn bị sai thì câu B kéo theo cũng sai luôn các em à. À, rất là nguy hiểm câu B nhé. Nó có A bằng 5 phần 3. Tức là căn x cộng 2 phần căn x bằng 5 phần 3. Đó. Tất nhiên là điều kiện á là x dương với x khác 1 ha. Điều kiện x dương và trừ số 1 ra ha. Rồi chúng ta sẽ nhân chéo lên các em à. Nhân chéo lên nhé. Chéo lên 3 nhân với căn x cộng 2 bằng căn x nhân với 5
Rồi, thầy sẽ nhân phân phối ra, chuyển cái 5 căn ít này sang bên trái luôn. Cộng chuyển qua thành trừ. Và 3 nhân 2 là 6, cộng 6 chuyển qua bên phải, trừ 6. Cái này tính bằng là trừ 2 căn x bằng trừ 6. Chia hai vé cho trừ 2, tức là căn x bằng bằng 3. Đó. Và bình phương hai vé lên. Bình phương lên mất dấu căn em. 3 bình phương là bằng bằng 9. Bạn chúng ta kiểm tra tại 9 có thỏa mãn điều kiện này không nào? Có, 9 lớn không? Và nó khác 1 ha. Thỏa mãn điều kiện này. Như vậy chúng ta kết luận các em. Viết bằng 9. Thì biểu thức A của chúng ta có giá trị là bằng 5 phần 3. Đó. Như vậy trong video này thầy đã dạy cho các em các cái bài đại số từ bài 1 đến bài 3. Và chúc các em học tốt phần đại số. Còn phần hình học và cái câu khó nhất của cái đề này. Hẹn gặp lại các em video sau nhé. Xin chào các em. Xem kênh YouTube của thầy có hiểu không? Đã hiểu rồi. Hiểu nhiều hiểu ít. Hiểu nhiều rồi em. Người ta mới xa đây mùa xa nỗi. Làn sương khói phơi.